Rồi em. Chú cháu xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chào nhà. Chào cả nhà luôn cả nhà ơi. À, chú Út chào cả nhà để mới thấy nè. Xin chào cả nhà. À, bữa nay mấy chú cháu đó cả nhà thì clip trước cả nhà có xem thì mấy chú cháu cũng mua 600 con nhái để mà cắm lại thử cả nhà, tại vì gió quá gió đó cả nhà. Cho nên cắm thử đêm đầu tiên thì không dính rồi. Clip đầu tiên ở nhà bây giờ còn mấy trăm con nữa. Giờ mấy chú cháu cũng đi vô cái cánh lúc ở trong này nè cả nhà, để mà kiếm cái địa điểm để mà cắm câu đó cả nhà. Thì nè mấy chú cháu kiếm nãy giờ thì tính kiếm vòng 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 trong cái khu này trong đây coi. Coi có chỗ nào mà có bài bờ cắm được không cả nhà. Mà nãy giờ mấy chú cháu kiếm chưa có nè cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ di chuyển qua chỗ cái khúc này nè cả nhà. Di chuyển qua cái ca khúc này coi mấy chú. Có ái chưa? Sao dài đó. Mấy chú cháu sẽ qua cái khúc bên đây, mấy chú cháu sẽ vô dọ cái khúc ở trong đó cả nhà. Có chỗ nào mấy chú cháu cắm trại rồi mấy chú cháu cắm một đêm thử cái nhà, tại vì bữa nay gió bớt gió dữ lắm rồi cả nhà. Cái chú dịch đạp lên đâu rồi bị sự cố rồi nha. Để mấy ra làm sao không dịch gặp sự cố dính dịch rồi cả nhà. Rồi đi vô đây vô này cái đám rừng luôn rồi cả nhà ơi. Dịch cháu thật vượt qua khúc này coi ngoan lên cố lên lên đậu ơi. Nãy quay lại được quá. Đưa cái xào cho chú Út chống nè. Cái xào này chú. Xào dài. Dầm cục nghỉnh sao chống được. Đó. Bị mất lại ở đây rồi cả nhà. Đó, không? Cái xào chống rồi ru liền. Chỗ này mà dân câu chắc im lắm anh ạ. Trong đây là khu này là khu lô khu gì cả nhà. Thấy bờ đập bờ gì chứ không thấy. Bây giờ đi ra mình xong đó hả? Rồi giờ mình tắt máy mình sẽ chạy máy ra mình xong đó cả nhà. Rồi cả nhà thì nãy giờ mấy chú cháu chạy vòng thì cũng đã tìm được một cái địa điểm để mà mấy chú cháu đóng quân rồi cả nhà. Đây cái trại đây nè cả nhà. Cái trại này cũng cũ là của mấy anh em mà ta cắt để dành người mà ta kinh tác lúa đó cả nhà. Mà lúa bây giờ nước bây giờ chưa có giật khô đó cả nhà, cho nên ta cắt trước người ta để đây. Nãy giờ mấy chú cháu chạy vòng nãy giờ thì mấy chú cháu cũng lựa được cái điểm này, cái trại này cũng tấu cũng có miếng trắng gió luôn cả nhà, tấu có gió ngủ ấm cả nhà. Giờ mấy chú cháu sẽ sửa soạn đồ đạc đem lên để mà chuẩn bị đi cắm câu cả nhà. Thì bữa nay trời cũng bớt gió bớt lạnh rồi cả nhà. Mấy chú cháu cắm lại thử coi có dính không. Dính thì mấy chú cháu tiếp tục cắm, còn nếu mà không dính thì mấy chú cháu sẽ kiếm cái môn khác làm cả nhà. Tại cả nhà cũng thông cảm cho mấy chú cháu, không phải là mấy chú cháu không có đi quay clip làm clip cả nhà đi. Mấy chú cháu đi làm clip quay clip nhưng mà không có cả nhà, tại như mình đi cắm câu mà không có cá, hay là mình đi đầu ếch mà không có ếch, làm sao mà đăng được cho cả nhà của chú anh chị và các bạn xem được. Cho nên cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho mấy chú cháu, chứ không phải là mấy chú cháu làm biếng hay là không có đi quay clip này kia nọ. Mỗi một ngày mà không có video đăng lên để cả nhà của chú anh chị xem, mấy chú cháu cũng rất là buồn luôn. Tại vì bây giờ trời cũng lạnh, cả nhà xuống nước thì nó lạnh dữ lắm, lạnh luôn. Đó, mà trên thì gió thì đi quay mấy chú cháu cũng chưa có cái mic đó cả nhà, cho nên đi quay thì cũng gió nó ồn quá ồn luôn. Như mà cái video vừa rồi mấy chú cháu đi mò cá đó nha, quá trời nó ồn luôn, cho nên mấy chú cháu không có quay tại vì lạnh quá. Chứ ông chú này kia nọ cũng lớn tuổi nè cả nhà, cho nên đi ra gió này kia nọ hoài. Ông chú cũng có sợ ông ảnh hưởng sức khỏe của ông đó cả nhà, cho nên mấy chú cháu mấy cái gió lơi nhiều quá, lạnh quá, mấy chú cháu cũng nghỉ một bữa hai bữa. Giờ chờ bớt gió rồi, giờ mấy chú cháu sẽ đảo lại đi. Thì mấy chú cháu cũng có đem theo nước suối nè cả nhà. Ngày clip trước thì đi quên đem nước suối, clip này mua nước suối đem theo,
mới đem đồ nấu cơm, mà đem gạo, đem liều theo cả nhà. Cái liều thì tấu mấy cháu sẽ bung lên cái chạy đây nè, bung lên cái chạy này nè, ngủ có miếng chắn gió này mát, tại vì nó ấm. Giờ sẵn chị nhái bắt nháy rồi hả nè, chị xài nó cắm luôn hả, chứ xíu hơi cắm giờ này còn nắng quá. Ờ bắt nháy chứ đi chết luôn, nháy lạnh quá nó cũng chết á. Để quay cơ cả nhà xem ở đây là đi tới đâu rồi chú? Ở đây làm việc Sano. Sano hả? Ở bên Campuchia nè cả nhà, mà không có biết gành cả nhà. Thì nhiều khi cô chú anh chị và các bạn kêu tới chơi nơi nào mình nói nơi đó đó cả nhà, mình không có biết được sao nói. Quay một vòng cả nhà mình xem. Ở đây thì còn ở đây thì người ta làm lúa có một vụ rồi cả nhà, tại đây đất nó hơi thấp. Rồi cả nhà, giờ cũng 4 giờ rồi, giờ mấy chú cháu sẽ sửa soạn đi cắm câu luôn rồi cả nhà. Ông chú thì ổng đi xuồng, ổng đi xuống chách dưới đó đó cả nhà, ông cắm. Còn anh Đậu thì đi chách này, lấy vài chai nước uống anh Đậu. Chút xíu mua, còn đây hả? Còn. Rồi, đi chú. Chút xíu mấy chú cháu sẽ đảo lại đây nấu cơm anh. Gió quá gió. Hôm nay chú cũng cắm cũng ít câu cả nhà. Đầu không cầm cũng ít nè. Cái này nhìn là cái chạy làm đã. Cái đường nó như có ai đi sao mà anh không cắt lên đó luôn ha. Cắt dưới nơi dưới cái chiếc chạy. Có xe là chạy tới chứ luôn. Để dành xe chạy tới chứ luôn. Cấm cái đường đó anh đâu, đường ở đường bờ bển đó hả, cấm thẳng không ngoài gió giận gió ghê đi. Cháu với anh Đậu cắm thử ra nha, nhưng mà chính thì tối nay cháu sẽ đặt nhái tiếp tục mai đi cắm câu nữa cả nhà. Cắm cũng không được không bao lâu nữa hết á. Bữa nào mấy chú cháu đi câu lươn đậu ếch ngày mai, chắc mai sáng mấy chú cháu đi đậu ếch đấy cả nhà, kim mớ ếch. Rồi cả nhà, giờ trời cũng tối rồi cả nhà. Giờ mấy chú cháu đi đảo một vòng kiếm cá về nấu cơm cả nhà. Với lại đi mình chổi màu lại đó cả nhà. Đi chú ơi. Chú đi thăm bên đó luôn hả? Để chú đi bên đó đi, con với nậu đi bên đây. Kiếm cá gì nấu cơm ăn cả nhà ơi.
Chờ giờ này cũng mới sắp tối cả nhà. Giờ này giờ mới có 6 giờ rồi. Mà giờ mấy chú cháu đói bụng rồi. Giờ đi kiếm mớ cá. Dạng cá lóc cái về cái mình nấu cơm anh. Ăn cơm xong mình nghỉ ngơi cái chút xíu cái mấy chú cháu mình đi thăm một vòng nữa cả nhà. Đó, ở đó dính nữa vậy đó. Đó cái bên đây nè. Cả nhà không biết còn hay không đây nè. Còn không đây. Có kiểm tra cái con gắn lậu đi. Lậu đi cái túi cái đó. Kiểm tra coi đâu ạ. Còn không mình đâu. Nhưng mà nó quắn chết luôn rồi. Luộc à. Vô hả? Quắn chết. Ôi giời. Có đọt có ướt luôn kìa. Bữa nay chắc đói quá ăn đâu. Mua cá nữa ăn luôn á. Tại vì mấy chú cháu còn mới nhái đây này, cấm nó tim nay nữa cho nó hết luôn đi. Để mình mua rồi mình không cấm mình bỏ chết uổng lắm. Trời này sáng trăng luôn. Trăng trần do. Đó đó đi đi đi, đi. Dính 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 dính. Ủa. Có cá nướng ăn ở đâu. Đó. Ồ cá gọi gọi không mà cả nhà. Ồ. Ồ em cá kìa. Cá có chút xíu à. Cá bự đâu hết anh đâu. Cá bự không hết luôn. Chốn hết rồi. Cái này già kêu quá kêu nổi. Ủa cái đó cây đó sao treo lên luôn kìa. Cái này chảy quá. Chắc ăn luôn đúng không. Kìa quắn kìa. Để quay vô cái nhà xem cái. Đây nè cái nhà ô. Cái này chảy rồi nè. Chảy rồi. Quắn cầu. Thấy ghê quá. Có trăm cài ra mà cả nhà mà làm cỡ đó đó. Trăm cài ra mà anh làm cỡ đó đó. Bữa nay trời sáng trăng quá đẹp luôn cả nhà. Trăng tròn do luôn nè. Dính hả? Đó đó đi luôn đi 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 đó. Gì đó? Người nhỏ đang biết chắc giờ cá rôi rôi không? Rôi rôi không cả nhà. Đó. Rôi rôi không à. Trăm cà gam. Đây có cá chút xíu về mấy chú cháu làm món ăn cả nhà. Anh chăng nó chiếu xuống cái mặt nước nó dài lên đẹp. Tiếp tục cả nhà ơi. Giờ một hết cũng bớt bớt gió nữa đâu. Gió không như đêm đó, đêm đó gió quá gió. Càng ngồi cây này càng đậu không? Còn không? Hai lăng cua nữa. Ôi còn. Em nhỏ nó gỡ luôn đi nè nậu à. Cá sao cá nhỏ 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 không à cả nhà ơi. Trăm cà gam không à. Cá bự giờ dắt lấy ra ngoài lớn hết rồi. Sông lớn hết rồi gì.
Ôi, hồi này dính con nữa cả nhà ơi. Ôi, nó có chục tràn. Ôi, chục. 100 gram luôn, nuốt cái chục, nuốt luôn cái gì. Trăng tròn quá. Chút đi bệnh rồi. Con chút. Hai con nha. Rồi cả nhà, thì nãy giờ mấy chú cháu cũng thăm câu rồi cả nhà, về được dính được có mấy con. Trời lạnh quá cá không ăn. Nên mấy chú cháu về nấu cơm ăn luôn cả nhà ơi. Lấy cá này cho anh đậu rồi, mấy con này. Có bọc gì vậy? Hãy lên trên đó đi. Rồi lấy lên đó đi. Nếu cơm ăn xong đi rồi mình sửa sẵn ngồi chơi xíu đi thăm cái mình sẵn cho ngủ. Nay nhà có cái miếng ấy này cả nhà, che gió là bớt. Cá gọi không cả nhà, vô qua vô bữa nay cắm cho nó hết nhái luôn. Chị có đem cái bầu theo đúng không? Có gì á. Rồi giờ mấy chú cháu sẽ mặn cá cả nhà, mình mặn cá mình sẽ nấu cơm. Cái làm gì chú kho với nấu canh bầu phải không? Kho nấu canh bầu không? Nấu canh bầu hút nước hả? Ừ. Cá kho nấu canh bầu hả? Ừ. Cá nấu canh bầu với kho. Được rồi. Kho. Mình đem tới cái nào? Đâu mấy cái nào? Hai cái nào thì mình nấu canh bầu đi. Cá mình kho. Kho. Rồi giờ mấy chú cháu sẽ tiến hành làm cá nấu cơm cả nha. Đưa như được trên đậu. Này mấy chú cháu sẽ làm cá này cả nhà. Canh con gọi không à? Mình lấy cái đầu mình nấu canh đi. Mình kho hả? Mình kho. Tại vì ăn cái đầu nó ngon. Chứ mình nấu canh ăn cũng không có hết. Ăn xong nghe mấy chú cháu lên trên cái này cả nhà. Nghe làm nghỉ ngơi tí xíu đi thăm vọng nữa coi. Sao mà thấy kỳ quá trời. Cơm cả nhà ơi. Dạ, có cái tấm cái này che là bớt gió. Bên đây thì anh đậu ảnh làm bằng cá. Bằng mấy cá lóc để nấu canh. Mới kho mới nấu canh. Có mang gắn luôn hay gì vô? Này con gắn bây giờ ú không biết ú cái này ú hết rồi gắn hả cái này ú hả nước luôn nha nước chấm ớt luôn chấm với ớt luôn mặn lòng nó mặn lòng được rồi nha. Giờ anh đậu anh bọc bầu gộp chín là chú gộp chín à chín dắt xuống đi chú ba có cá trước hay là nấu canh trước? Nấu canh trước. Sớm đây là đi mấy chú cháu cũng có đem theo cái bọc để nấu canh hút đưa được ở nhà vàng nước rồi giấy ăn có đem theo chai rượu nữa đâu đem chai rượu sim nữa cả nhà để chút xíu mấy chú cháu lấy ra làm nhâm nhi thử vài ly thử coi ngon không tại trong đồng lạnh quá lạnh nó đem theo chai để mà uống để cho nó ấm cả nhà nhiều đem theo chai bầu đồng này thì nấu nướng mình đem theo gọn ăn gọn cho nó dễ chứ mình ăn mà cầu kỳ quá khó khăn lắm đó nha. Củi được rớt rớt nhờ hên lỡ ngay cái trại này cũng có củi người ta cũng
kiếm lên để ta nấu ăn. Rồi cá 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 kho hả nào? Cá kho. Cái đầu nấu canh đi. Nấu canh. Nấu canh ăn nó im hơn. Chống nó thì nó làm thử mình ngủ mình khỏi che thở nữa. Súng lốt nó không có đắng, nó không có đắng đâu, súng lốt này đâu có đắng, đâu phải như mình thắng đâu, mình thắng mới đắng. Trời gió lạnh lạnh thì hút nước ấm á. Đây thì anh đậu quánh đâm muối cả nhà, để chút xíu mình nướng mấy con rắn nha, có mấy con rắn nè, chấm mấy con rắn. Cá này thì kho. Chỉnh rồi cả nhà ơi, nấu canh nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn luôn. Đó, bây giờ cậu cho nước suối, có cá, có nước suối cho con hết rồi, kia hết hả? Hết rồi, lại là chạy nước suối lên kho cá cả nhà. Thuốc lốt cả nhà, nước màu đường thuốc lốt, nước màu thuốc lốt thắt. Ngắt luôn đi, ngắt luôn. Ủa không? Ngắt luôn đi, ngắt gì nữa? Ừ, ngắt đại bỏ vô luôn. Lên lửa chứ, lên lửa cho nước vô. Lên lửa chứ. Chờ đợi. Ngọn khói nó quặn quặn quặn. Bây giờ đậu ngắt, ngắt hành luôn, ngắt hành luôn cả nhà, không có đem thớt theo, quên đi quên này quên kia hoài, cho đắp luôn, gắn vô luôn. Gắn này nó hơi nhỏ cả nhà, mà ú lắm, giờ mới vô cháo nướng luôn. Mỡ ngon thì lớp ta gắn cái mỡ đó. Mấy con chú? Hai con. Rồi một lợn nướng luôn, được một gắp gắn luôn cả nhà ơi. Đây chút xíu phải chọn cái đồ nó có kho chín rồi nướng. Chín rồi đậu lấy chén ra đậu dễ luôn, dễ luôn, có được đứng gắn luôn, gặp gắn luôn cả nhà. Bắt cơm đi, bắt cơm đi, bữa cơm gà cúng giá gì đây nậu ơi. Vừa nó nóng chết, ăn nóng lắm, canh nóng rồi cơm nóng cái quéo quéo mỏ luôn.
gõ miếng rượu ra, cành kẹ múc canh ra đây. Giá chưa cá mời ăn. Gắn này thì cũng không có được bự nha, bằng ngón tay. Nhưng mà bữa nay mấy ngày mấy chú cháu cũng thèm rồi. Với lại nó có mỡ á. U á, có mỡ nó u nè. Bắt nướng ăn luôn rồi cả nhà. Đây nhà thông cảm nha. Bắt nướng làm giờ que á đâu. Về que luôn cả nhà, bữa nay có đem chai rượu theo. Đó, gắn này nướng nữa là ngon lành luôn cả nhà. Rồi cả nhà, bữa cơm của mấy chú cháu cũng đã chuẩn bị xong rồi. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm nha. Bữa nay mình ăn canh bầu với cá kho với hai gắn nướng nha. Hai gắn nướng. Bữa nay có đem theo miếng rượu chim nữa cả nhà. Rồi mời cả nhà nè chú ơi. Mời cả nhà dùng cơm với mấy chú cháu con cháu tôi ăn này đó. Cá lóc nấu canh bầu. Đây có cá lóc kho đây đó với hai gắn nè. Thôi mời cả nhà dùng nha. Thôi giờ vô miếng đi ha. Vô đâu á? Mời cả nhà ơi, vô mời cả nhà ơi. Sao ngủ im không? Chú nhăn mặt này kìa. Sao đầu ngủ mạnh hả? Được. Đây. Cầm chia nó nói là sang anh á. Ngon á. Ngon. Ngủ ngon à? Ngủ ngon á. Bọc bỏ rồi. Một con xương à. Ừ. Thỏ để xuống đây nè. Đây cả nhà, đây mình đặt máy vô ăn cơm với mấy chú cháu cho vui luôn cả nhà. Rồi xin mời cả nhà dùng cơm cả nhà. Đây. Đây chấm canh ha. Mở được không? Mở được. Ngon. Đó là dùng miếng này, thử coi. Vô. Rồi cả nhà, uống thử miếng rượu à. Ngon. Xim nè. Dữ quá vậy. Mạnh không anh Đậu? Nóng luôn anh Đậu ơi. Nóng ruột luôn. À, kiều quá kiều. Câu canh nói này là trời quê. Mình đi đắng rồi. Ủa.
canh đồng. Dù này em muốn ly phòng nghỉ đó. Chơi mình cái đầu luôn đi. Nữ hả? Đó nè. Ngủ dữ quá ớn hả? Ớn. Rất đau hả? Mệt. Ý hả? Còn nữa. Con này sao? Nè quá anh. Ngủ ngủ khắc kè. Nóng mà động 45 ngày nay quá trời gió. Gió này bớt rồi chút, nó im ghê luôn rồi. Rồi cả nhà, thì nãy giờ mấy chú cháu cũng dùng cơm xong cả nhà. Cũng dẹp cái miếng đó lên trên đó cho ngầu cho nó ấm nãy giờ cả nhà. Bây giờ mấy chú cháu sẽ đi thăm câu cả nhà. Đi thăm câu giác 8 giờ. Giờ đi cái luồng của anh Đậu, đi luồng câu anh luôn đi anh Đậu ơi. Giờ này gió cá cũng dính ít đó cả nhà. Đi chú Út ơi. Câu chú Út thì dưới bên đây cả nhà. Này chú cháu chạy xuống cái vỏ. Xuống cái vỏ đi qua bên đó. Rồi cháy luôn kìa. Đi cho mình cháy đi. Qua thăm luồng câu của ông chú bên đây nè cả nhà. Rồi coi có dính cá không? Chắc chờ này sao thấy lạnh lạnh quá cá không ăn. Ui chuột chạy gì. Giờ hai chú cháu đi thăm cả nhà dính cá, hai chú cháu sẽ quay lại cả nhà mình xem cả nhà. Hiu quá. Rồi muốn quá trời muốn à. Còn cái nhà đó 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 dính một em cả nhà ơi. Đây là mà chắc cũng nhỏ. Ồ, rồi ôm nhôm luôn thả luôn chú ơi. Cá này cá đẻ cái gì. Cá này cá đẻ cả nhà. Thả này để cho nó nuôi con thôi. Quá ốm rồi. Anh Đậu thăm cái vách bên kia cả nhà mà không biết dính nè. Dính không. Chờ cái này lạnh quá cá nó không ăn cả nhà. Mấy chú cháu cấm đêm nay nữa là mấy chú cháu hết nhái cũng nghỉ cấm luôn cả nhà. Tại vì còn mới nhái thì cấm cho nó hết luôn chứ. Mình mua rồi mình không cấm để chết ngủ. Đậu lưới không? Rồi cả nhà, cái buổi tối hôm nay thì đi cái luồng câu của ông chú thì không có dính được con cá đó nha. Cá này không ốp thả luôn. Của anh Đậu thì dính được mới nha anh Đậu. Đâu? Mình nghe coi anh Đậu. Cả nhà xem xíu coi. Anh Đậu thì được không? Chắc được ký lô ạ. Ký lô. Ok, chú bắt ra cái bắt bỏ vô luôn. Cá có đòi không? Đòi không. Cá này dễ
lòng khô cả nhà, lòng khô để tết cái nhậu nhậu mấy cái màu kim mà nó ngán ngán cái đem ra mình nhâm nhi rồi. Rồi cả nhà, giờ mấy chú cháu sẽ rộng cá và sẽ của mình cơ máy rồi lên trong nguồn chạy chiếu đồ ngủ cả nhà. Ngày cả nhà sáng mai đi thăm câu tiếp tục rồi cả nhà. Được không đó? Đậu lấy đồ ngủ anh lên đi anh Đậu ơi. Anh Đậu này ngủ võng hay là ngủ gì đây? Ngủ võng cho anh cống luôn á. Rồi bây giờ mấy chú cháu sẽ chạy tấm xu ra dưới rồi nha. Bài kia cái chú, bài xanh dưới. Rồi tiếp anh Đậu ơi. Gió chưa phan hay sửa, đợi tiếp đi về xong rồi sửa. Chạy cái tấm bạc ở dưới cả nhà để cho nó gió dưới nó lồng lên, nó bớt gió dưới lồng lên để thôi gió lồng lên lạnh rồi. Rồi mở cái kia ra chứ, cái bùng để mình tắt máy mình để bung cái bùng ra cả nhà. Rồi cả nhà, giờ trời cũng sáng rồi cả nhà. Giờ này căng, giờ này trời cũng sáng rồi. Giờ mấy chú cháu sẽ tranh thủ dọn dẹp cuốn liệu, rồi cái mấy chú cháu đi thăm cầu, xong cái mấy chú cháu sẽ di chuyển về cả nhà. Bữa nay chắc thất bại nữa cả nhà, không có dính nữa. Trời còn gió quá, gió rồi cả nhà. Cái đó lên rồi cả nhà, giờ mấy chú cháu sẽ đi thăm cầu rồi cả nhà. Chú Út đi là thăm luôn cầu ở bên đó này. Giờ anh em sẽ đi thăm luôn cầu bên đây. Cá gột chết. Giờ anh em đi thăm cầu với cá, anh em sẽ quay lại cái cảnh mà cá nó cả nhà mình xem cả nhà. Cái cá chứ cũng hơi ít. Trời ơi, lạnh quá. Thấy bớt vậy chứ nửa đi muốn gió nên nó đổi thời tiết sao lạnh dữ lắm, lạnh luôn cả nhà. Ủa trong cái liều gì mà còn lạnh dữ. Không ơn anh Đậu ngủ giống lạnh không? Anh Đậu. Qua giờ lạnh hả? Lạnh sao chui vô? Sáng hôm nay nè cả nhà cũng một đống cầu cả nhà. Nó là tới em này với được em này nè. Không biết con nhỏ nữa nè. Ôi. 200 gram. Trời lạnh quá, cá nó không ăn cả nhà. Trong đây cũng có gà gáy nữa ha, nuôi gà. Không khí này mấy ông làm lúa chắc lạnh dữ lắm thiệt luôn. Sáng nó bước gà lúa xuống nước như nước đá. Không khí này giống không khí Tết. Thank you.
nhớ lúc còn nhỏ nhỏ đậu trời lạnh vậy nè, gà đốt bông bùng hơi cho nó ấm. Bây giờ đâu có đốt bông bùng đâu, là bây giờ là nó quấn mền cho chặt vô làm cho nó ấm. Thất bại hả anh đậu ơi, nó muốn hết câu luôn cả nhà. Đây đường em nữa nè, cá cũng bé luôn. À, được lớn. Miếng cá bự đi đâu hết rồi trời. Quá trời, giờ sáng thì gió, gió mà là lạnh lạnh. Đây dính con nữa cả nhà ơi, nãy giờ anh đậu đi được có 3 con rồi. Quấn nè, chân mắt luôn, màu chân mắt luôn. Đó. Quấn đấy nha. Cá này cũng được ha, dính cá gì gì không cũng được mà có đâu dính. Trời lạnh quá nó không ăn, lạnh quá lạnh. Mặt trời lên luôn cả nhà. Dính dưới nữa hả? Không phải, nhái. Đây này cả nhà ơi, này à, được cá nhỏ nhỏ không, được chắc 2 kg. Ờ, em hai em đó, hết luôn nhà ơi. Ủa vô luôn. Quá lạnh. Rồi hết chưa? Rồi cả nhà, giờ mấy chú cháu sẽ về nghe cả nhà, hẹn cả nhà video tiếp theo cả nhà. Xin chào cả nhà luôn nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Cắm ở trong đây là lúc ở trong đây xa lắm luôn rồi mà bờ bờ cũng im, quá im luôn. Để câu nữa nè. Mà trời lạnh, quá lạnh. Cũng dính cá luôn. Rồi, máy rồi. Để máy xuống đi đâu, để máy ra. Giờ mấy chú cháu sẽ chuyển về. Cá này về gọng ăn luôn cả nhà, có nhiều mà bán cát gì. Giờ phút này im quá, im ngộ.